Nodo chào người nhá, chúng bạn quay trở lại channel của mình. Clip zoom tiếp nha anh em ơi. Nhưng mà zoom không bùa cào nhá, các bạn comment là có luôn. Chứ mình có xoắn cái gì đâu. Cậu xanh nó sấy rát thế nhỉ. Ôi giời ơi, tôi bỏ qua bà ta Z rồi nhưng mà thôi không sao. Nhảy lơ đà. Không ăn thế này thì ăn thứ khác. Ở dưới đây nó là cả một rừng chiến binh. Ok ok, chặn nhau à. Thế thì mình xin thôi. Vỡ trận luôn. Đây rồi, đây rồi. Tôi nghe thấy con voi. Chú voi con ở bản đôn. Mày chạy làm sao được. Y tá tay dài quá cơ. Nó khều cứ phát một đấy. Lấy bạn giết mình đúng không? Hơi đen là bạn dây về tiền thù dai. Không cần làm hết đâu rồi. 2m13. Một kèo cực kỳ khó khăn. Bây giờ 1m14 à. Mày có biết hero không? Có biết không thì báo này. Úi trời ơi, tiếng bạn chảy cưới cơ. Cái hết đó là nghệ thuật. Tiếp tục clip thôi. Công nhận chơi y tá là cảm giác nó bá đạo quá các bạn ạ. Tàng hình chém dung cứ đứng rồi ấy. Bây giờ cứ kệ cho tên mình sánh chết thôi. Mình hồi sinh lại phun tiến hóa lại tàng hình cơ mà. Lo cái gì. Ôi giời ơi Tesla. Ôi giời ơi thôi. Bạn đã xong cái bằng lục đấy là chết rồi. Trời mày tơ nó quýt bố rồi nhưng mà không sao. Có mình với người chị em y tá kia là chém hết. Quá nhẹ nhàng. Có biến không? Mày có biến hero không? Anh giết của em anh rồi. Anh ơi còn gấu hơn 400 máu anh ơi. Hô 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 em biến. Cái định mệnh nó khôn thế cơ chứ. Điên là lại gần nó cận chiến chết các bạn. Không được. Nó lại bị hồi máu vậy. 2m7. Ôi giời ơi. Hai cái thằng hero này nó hơi bị khát máu đấy. Chân ngắn mà đòi nhảy sang đây. Chúng ta nó không cùng đẳng cấp mà hiểu không? Đợi tí nha anh em vô cố trụ cho chạy đi. Chạy đi được cho thằng hero nó tiếp cận. Đợi mình phun cây mình ra mình chém nó. Chạy đi. Cứ một này nó chém chết đấy. Đây là kèo không cân rồi. Nhìn các bạn vô bị lùa như vịt kia. Mình rơi nước mắt các bạn ạ. Trong lòng nó cứ kiểu gì cay cay ấy. Mày chém này, làm sao gì thế mình mà chém đúng không? Anh tiền trong suốt. Trận này nó hơi bị căng này, bao nhiêu anh em trong phòng đang xem trận chiến này này. Ui, nó chém kinh quá các bạn, thằng loạn này nó đảo ghê thế nhỉ. Ui, vãi loạn là hơn 800 máu à. Nhưng mà mình là người chiến thắng. Tiền tỏa sáng. Cái định mệnh của lừa làm zoom ăn ngay cả xóa vào mặt, không biết thằng nào hơn tỉnh thế nhỉ. Thôi bỏ mẹ rồi, zoom lên tới đít mà ba con đang nhảy nhảy như này thì thôi. Bạn nào zoom với mình đi cho nó vui. Thầy có tỉnh thật đi, tàng hình cứ chạy luôn. Mình có làm cái gì đâu. Ôi giời ơi, cái gì đấy. Chém vào đây sượt là hơi ảo ấy nhá. Nhưng mà thôi, kiểu gì chúng ta cũng thưởng về nhau mà. Đây rồi, tiếp cận được cái thùng hàng rồi. Hello my baby, mình đến với các bạn đây. Ui giời ơi, vãi lồi, nó xây thấy mẹ zoom luôn. Thế anh em zoom ơi, tôi muốn mình chém à. Mình cảm giác cái phòng này nó cứ làm thao ấy. Mày chết này, ủa nó đảo như giang lạc luôn kìa mẹ bố luôn. Quá đáng nó vừa vừa thôi. À, các bạn thấy mình xuống nhá. Thế thì mình lại lên đường khác thôi. Bất ngờ chưa. Chạy làm sao được. Ôi giời ơi, thằng bà nó chưa nhìn thấy nhá. Cô một bàn chân lặng lẽ. Đứa nào lại bắn mình. Giữa dòng đời như nước cuốn. Thấy chưa. Không bổ cào nó vẫn cân tim được nhá. Phòng này mình thấy zoom hơi yếu đấy. Ôi giời ơi chưa biến hero à. Trời cối với chúng tôi à. Qua về 4 ký sinh làm tí nha anh em ơi. Thôi nó như thế này thì khác gì họ mặc thêm cánh đâu kia chứ. Các bạn có nhìn thấy cái gì không? Anh em sấy không làm khói có trúng ai không? Nó lại còn bom tơ đáp nữa kìa. Người ta gọi đây là có bộ hủy diệt rồi. Ôi mày quá không ai, không ai nhìn thấy. Ôi giời ơi tôi chạy vào đây rồi 174 máu ạ. Đầu xanh nó chơi cái chế độ này thì nó hơi sắm một tí. Là không thể chết được. Chết về một zoom no chơi nó chán lắm các bạn ạ. Đợi tí nha. Anh em chiến binh cứ tận dụng cái cơ hội ấy đi. Ăn kill thoải mái đi. Không tí nữa cơn ám mộng tiền zombie nó xuất hiện đây.
Làm chim hình cũng gáy, làm dô nó cũng phải gáy tí nó mới vui đúng không anh em? Á à, đồ, hello, tơ hạ phách đây. Đậu xanh nó đi tá, nó kẹt kẹt là kẹt, chết xứ rồi. Mày chết này, một chém thôi không có nói nhiều ạ. Chạy hộ này, một phát nữa thôi. Con này nó chạy hơi đù tí. Hero đấy cứ chạy là mình đuổi cũng chịu đấy. Bạn ơi, cho mình tiếp cận một phát thôi bạn ơi. Rơi xuống dưới thì coi như số phận bạn đã an bài rồi. Bất ngờ chưa? Quá nhanh. Chém tơ nó sướng các bạn nhỉ. Cảm giác mình lắm quyền sinh sát của Hero trong tay. Lâu lâu làm mấy clip zoom như này vui phết các bạn nhỉ. Nhưng mà mình thấy clip zoom nó ít view hơn, công nhận. Ngày trước thì lâu lâu mình làm một cái thì nó nhiều view. Đợt ở đây anh em yêu cầu làm nhiều zoom ấy thì mình cũng ok thôi. Cứ rảnh rảnh là mình sẽ xem một clip zoom cho các bạn à. Cái việc yêu cầu ấy là của anh em, còn cái việc thực hiện nó là của mình, các bạn cứ comment đi. Thấy chưa, xứng đáng một like chưa, úi giời ơi. Zoom luôn, đứng im này, AFK này, thế thì mình xin thôi. Mình làm chiến binh, mình thấy AFK này mình ghét lắm. Bởi vì ít zoom mà, nhưng mà làm zoom thấy AFK lại sướng. The boss Bắc Thiên Hòa. Hòa canh này chết rồi. Anh em lôi nhau lên quay tay chết chùm như này hóng. Úi giời ơi. Bom kìa bạn ơi. Mà muốn là một sai lần thì làm sao mà chống lại được y tá cơ chứ. Hơi đi ăn. Nhà đó tiếp thốn đúng không? Số bạn đã quá nhỏ rồi. Số bạn là phải làm zoom rồi. Anh em đợi tí nhá. Lúc nãy nhìn toàn 3 dép với 6 lòng thôi. Đậu xanh nó quá nhiều rồi. Mới lượng máu ít đỏi ra nó ra chết. Cái gì đấy bạn zoom lo nhìn cái gì đấy. Người ta hồi máu mà. Chứ có trốn tránh nhiệm vụ chém chiến binh đâu. Đấy, mình ra là chết luôn. Úi giời ơi, chạy làm sao được. Á đù. Từ đáp của bom hay thế nhỉ. Phối hợp với mình cứ như là cứt với bố ơi. Không ai nhìn thấy luôn không. Úi giời ơi, chẳng tơ đáp bom kìa. Sao nó hiểu ý mình thế. Đâu rồi, thí sinh cuối cùng đâu rồi. 14 vs 1. Lại bom nữa kìa, có biến không. Mày biến hero này nhưng mà cũng không sao. Nó chỉ líu kéo thêm được một chút thời gian sống sót của bạn thôi. Tiếp tục clip thôi. Bạn hơi đi ăn luôn. Nhưng mà bán TV thôi các bạn ạ. Chuyển mục tiêu luôn mà ngay. Úi giời ơi. Nó là cả một má MG. Có như thế kia thì chạy làm sao được. Con nhìn thấy zoom đâu mà chạy. Ôi tỉnh thế nhỉ. Mình lượm rau gắp thịt như thế rồi. Nó vẫn bắt được. Từ nó lại đáp bom. Nó mà như thế này này. Có những người đồng đội nó chuẩn trí như này. Chơi cảm giác nó nhàn các bạn ạ. Úi giời ơi, giải bom cho nhau kìa, nó tình cảm chưa. Thế thì bạn chết rồi. Đây rồi, tơ fake đây rồi. Nó đau. Đã chém được cái gì đâu, hero nó cay. Bạn hơi đen. Mình chỉ có thể giải thích như vậy được thôi. Mày chết rồi, ủa, yếu lắm rồi. Không có sức phản kháng nữa rồi, cho mình. Cái gì thế này, 3 kill hero, cân tim. Đây rồi, muốn đôi điểm nữa nha anh em ơi. Lấy ra xem clip nó vẫn chưa đủ dài các bạn ạ. Mình sợ các bạn xem nó chưa đã, mình làm tiếp đây. Trời ơi, thôi xong rồi. Bà thờ thùng A thất thủ hết một lượt rồi. Chạy làm sao được. Bà Z mà bắn con y tá nó tàng hình như này là hơi bị chán luôn đấy. Ui rồi. Nó bất thình lình giật mình nhỉ. Đang xây sướng tự nhiên hù vất làm zoom chứ. Ôi sao nhanh thế. Ôi ôi 13 vs 1 ạ. Cái chân này mình có cảm giác là nó quá nhanh rồi đúng không. Anh hero ơi, anh bị quay rồi anh hero ơi. Như một cơn gió luôn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Anh em xem đừng quên để lại cho mình một like cũng như một comment nhé. Để cho video của mình có lên đề xuất cái. Hiện tại view clip của mình đang ở tầm 40.000 view sau một ngày đăng tải. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là 60.000 view. Để đạt được điều đấy thì phải trông chờ hết với anh em thôi. Ngày trước đăng toàn 200-300.000 view đậu xanh nữa. Nhớ lại quá khứ huy hoàng quá cơ. Ơi clip này mình dừng đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.